Em là một người không thích sự an toàn và lúc nào em cũng muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mà tìm đến những cái trải nghiệm mới, những cái thử thách mới. Vậy thì trả lời giùm anh một câu này nè, là điều kiện gia đình em có bắt buộc phải có một cái deadline nào đó để em thành công hay không? Bởi vì nếu em không thành công đúng deadline thì gia đình em sẽ không gồng gánh nổi. Có cái chuyện đó đối với hoàn cảnh của gia đình em hay không? Gia đình không phải là gánh nặng của em. Cho nên là mọi thứ em làm bây giờ hiện tại nó chỉ phục vụ bản thân em thôi. Em đã có câu trả lời rồi. Em chưa có câu trả lời mà. Và em đã trả lời với anh là em không thích sự an toàn và em muốn được tự do. Vậy thì câu trả lời của em chính là phải tìm kiếm công việc mới. Nhưng mà không thể nào mà mình cứ suốt ngày mình đi tìm một công việc mới được. Phải đến một lúc nào đấy mình cảm thấy là mình phù hợp với công việc nào và mình phải gắn bó được lâu dài với nó. Anh xin lỗi lại tiếp tục cắt ngang cái cuộc trò chuyện này. Thật ra bản thân của em là một người không thích sự an toàn nhưng lại không phải là người phân tích chu đáo. Anh xin lỗi phải nói mà cái điều đó. Mà không thích sự an toàn mà cũng không chịu sự rủi ro luôn nữa. Vấn đề là ngay từ đầu khi ngã xác định nghề nghiệp á, em cũng không phải là người phân tích xem là tôi có đủ những yếu tố để phù hợp với nghề đó hay không. Rồi ngay cả khi mà em chuyển qua một cái nghề mới, em vội vã em đi thử rất nhiều nghề mà không dành ít nhất một khoảng thời gian đủ lắng lại để phân tích xem tôi nên chọn cái nghề nào để thử. Em không có nhiều thời gian để mà thử hết cả ngàn công việc, mà em phải ngồi lại lắng lại, bình tâm lại để nghe con tim của mình, nghe cái suy nghĩ, nghe cái sở thích của mình nói rằng mình nên thử cái việc nào. Có thể đối với em việc lựa chọn chưa chính xác trong 6 năm vẫn có thể làm được, tại độ tuổi của em đã đủ để em có thể quay đầu lại. Nhưng 30 mấy tuổi giả sử vẫn còn tiếp tục lựa chọn sai, 40 mấy tuổi còn lựa chọn sai, thời gian không đợi em, cuộc đời này không đợi em. Chậm lại một nhịp để dùng lý trí phân tích xem mình thích cái gì thì sẽ không bao giờ nói hai chữ giá như trong cái sự lựa chọn của mình. Em là điều kiện tiên quyết là cái nghề mới là nó phải dính tới 6 năm học của em rồi đúng không? Dạ. Có nghĩa là phải sử dụng được kiến thức y khoa thì mới được. Còn mình bỏ hẳn luôn là không được, bởi vì nó sẽ uổng phí 6 năm của em. Không ạ. Có thể nếu như mà đáp ứng được điều đấy thì tốt. Còn nếu như mà không thì cái công việc đấy, thứ nhất là khả năng của em có thể hoàn thành tốt công việc đấy. Em đang bị tham lam. Em biết không? Có nghĩa là bây giờ mình phải kiên định luôn. Nếu như mà tôi có một cái chính kiến rõ ràng là tôi không tiếc 6 năm này thì bây giờ mình mở hẳn ra luôn để mình đi tìm những cái công việc rộng khắp. Còn nếu mình xác định là mình tiếc 6 năm này thì mình bắt buộc phải gom chung lại vào tất cả công việc liên quan tới cái ngành y này. Em phải có một câu trả lời dứt khoát với bản thân mình là 6 năm kiến thức đó em dùng hay em bỏ. Còn em chưa trả lời được câu này thì em sẽ cứ mãi lây hoay trong cái ngành y và sau đó em vẫn tơ tưởng tới bên ngoài kia biết đâu còn một công việc tốt hơn.